Ngày 25 tháng 7, đội tuyển nữ Philippines đã bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà New Zealand trong lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đây là chiến thắng lịch sử của đội tuyển nữ Philippines trong lần đầu tiên tham dự sân chơi World Cup. Đó là chiến thắng cho thấy, đội tuyển Philippines không chỉ có sự chuẩn bị về mặt chuyên môn mà còn là tinh thần quyết tâm ở sân chơi thế giới. Sau trận đấu, huấn luyện viên Alan Stachik của tuyển nữ Philippines cho biết, tuyển nữ New Zealand đã phải chờ đợi bao lâu để giành chiến thắng đầu tiên 6 kỳ World Cup và đối với Philippines để có được ngày hôm nay thật không thể tin được. Chúng tôi tự tạo ra may mắn cho mình, nhưng chúng tôi cũng gặp nhiều may mắn. New Zealand đã tạo sức ép trong cả trận đấu và họ cũng xứng đáng được nhận thành quả nào đó. Ở trận đấu ra quân, tuyển nữ Philippines đã để thua tuyển nữ Thụy Sĩ 0-2. Như vậy, Philippines quyết đấu Na Uy ở lượt trận cuối để tìm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trên lý thuyết, cánh cửa đi tiếp đang rộng mở với tuyển nữ Philippines khi họ có cơ hội giành quyền tự quyết. Trong khi, New Zealand sẽ buộc phải thắng Thụy Sĩ đội xếp trên 6 bậc trong bảng xếp hạng FIFA. Tuyển nữ Philippines trở thành đại diện Đông Nam Á thứ hai có chiến thắng ở một kỳ World Cup nữ. Trước đó, ở World Cup 2015, tuyển nữ Thái Lan đã có chiến thắng 3-2 trước bờ biển Nga. Đây cũng là chiến thắng lịch sử của bóng đá nữ Thái Lan tại sân chơi World Cup. Đó là những chiến thắng sẽ làm động lực cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta là một trong hai đại diện Đông Nam Á cùng Philippines tham dự World Cup 2023. Khán giả, truyền thông mới đây còn đang phấn khích bởi trận đấu ra quân của tuyển nữ Việt Nam khi chỉ thua tuyển Mỹ 0-3. Một trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn trong lối chơi và điểm nhấn với pha cản phá 11m của thủ môn Kinh Thanh. Phía trước tuyển nữ Việt Nam là hai trận đấu trước Bồ Đào Nha và Hà Lan. Bồ Đào Nha cũng là tân binh của World Cup, được nhận định là đối thủ dễ chơi nhất với tuyển nữ Việt Nam. Nhưng thực tế, họ vẫn đến từ nền bóng đá phát triển ở châu Âu. Bồ Đào Nha vẫn được xếp trên cửa rất nhiều so với Việt Nam. Sau trận đấu trước tuyển Mỹ, chúng ta có quyền hy vọng vào màn trình diễn tốt ở các trận sau. Nhưng cần nhìn nhận thực tế để không bị tự tin thái quá. Và qua chiến thắng của tuyển nữ Philippines để thấy rằng, chúng ta vẫn chưa phải là đại diện Đông Nam Á có màn trình diễn tốt nhất. Có một bộ phận khán giả từng lấy chiến thắng 13-0 của Mỹ trước Thái Lan ở World Cup nữ 2019 ra để so sánh. Thế nhưng tất cả lại không nhớ rằng, Thái Lan đã có chiến thắng và họ cũng đã có hai lần tham dự World Cup. Đây là lúc mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần nhìn các đồng nghiệp ở Đông Nam Á để làm động lực cho trận kế tiếp. Chúng ta có thể không bị áp lực về thành tích, nhưng rõ ràng phần nào áp lực về sự so sánh mà chính các cổ động viên đã vô tình tạo ra sau trận đấu ra quân gặp tuyển Mỹ. Đấy là vấn đề mà những người yêu bóng đá cần nhận thức một cách lý trí, văn minh hơn khi đặt sự tung hê trong sự chê bai người khác. Trận đấu kế tiếp gặp Bồ Đào Nha, tuyển nữ Việt Nam có sự trở lại của Thanh Nhã. Bên cạnh đó, Huỳnh Như lại là một người quen của bóng đá Bồ Đào Nha khi đang thuộc biên chế của Lan Ca FC. Tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam chia sẻ, tôi có một khoảng thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha. Tôi nhận thấy khả năng của đội tuyển này. Tôi cũng biết được điểm mạnh, yếu của những cầu thủ Bồ Đào Nha khi họ thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này. Tôi sẽ có những giải pháp cho bản thân mình. Hy vọng điều đó sẽ giúp ích cho tuyển nữ Việt Nam tại trận đấu sắp tới. Hy vọng tuyển nữ Việt Nam sẽ có động lực lớn để hướng đến trận đấu với Bồ Đào Nha.